Theo chân đoàn kiểm tra, chúng tôi đến bãi gửi xe trong sân trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, quận Sơn Trà. Nơi đây có cả trăm xe điện xe máy có dung tích dưới 50cc, đổ kín cả góc tường rào. Ban giám hiệu cho biết, ngay từ ngày đầu khai giảng, nhà trường đã mời báo cáo viên, tổ tuyên truyền công an quận về triển khai pháp luật về an toàn giao thông, trong đó cấm học sinh đi xe mô tô trên 50cc khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Trên cơ sở này, nhà trường đã mời phụ huynh đến ký cam kết không giao xe cho học sinh điều khiển. Nếu phát hiện học sinh vi phạm an toàn giao thông thì sẽ bị hạ hạnh kiểm. Đầu năm học, nhà trường đã đưa những cái quy định về an toàn giao thông vào cái nội quy của học sinh. Và trước khi vào năm học là nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy, quán triệt nội quy của nhà trường để cho các em nắm vững các cái quy định trong nội quy, trong đó có cái quy định về an toàn giao thông. Sau đó là nhà trường cho học sinh cam kết. Đến ngày họp cha mẹ học sinh thì nhà trường cũng có tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh cũng thực hiện ký cam kết với nhà trường để phối hợp nhắc nhở quản lý các em trong quá trình thực hiện. Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong trường học, khu dân cư, đội cảnh sát giao thông trật tự quận còn phối hợp với công an phường kiểm tra các điểm giữ xe ngoài trường, đồng thời tổ chức tuần tra lưu động vào giờ tan học để phát hiện sai phạm. Chúng tôi tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm người điều khiển xe có dung tích xy lanh lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi kiên quyết xử lý các phụ huynh đã có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe nhằm răn đe, giáo dục các em và các phụ huynh nhận thức đó là hành vi vi phạm pháp luật. Mặc dù đã triển khai đồng bộ để thực hiện nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ, nhưng qua tuần tra kiểm soát trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phát hiện học sinh đi xe phân khối lớn đến trường. Với những trường hợp này, bên cạnh việc lập biên bản vi phạm gửi thông báo về trường học, thì người giao xe cho người khác mượn khi không đủ điều khiển để tham gia giao thông cũng bị xử lý. Khi mà đi họp phụ huynh thì cô giáo cũng đã phổ biến tới từng phụ huynh là nghiêm cấm tuyệt đối không được cho các cháu chưa đủ tuổi đi tham gia giao thông như là xe phân khối lớn như vậy. Thì đấy thì em cũng đã thực hiện từ trước tới giờ ạ. Nhưng mà đúng là ngày hôm nay thì là nhà em có việc bận quá cho nên là vợ chồng em cũng không có đưa cháu đi học được. Thế cho nên là cháu đã lấy xe để cháu đi và đã bị công an giao thông giữ lại ạ. Đấy thì đây là cũng là lỗi của gia đình và cũng mong là lần sau thì cháu nó cũng sẽ không tự tiện lấy xe như thế này nữa. Dạ. Theo thống kê của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Sơn Trà, trong tháng cao điểm ra quân xử lý học sinh chưa đủ điều kiện đi xe máy đến trường thì đã phát hiện 73 trường hợp vi phạm xử lý người chủ phương tiện cho người khác mượn xe khi không đủ điều kiện điều khiển để tham gia giao thông với số tiền phạt trên 100 triệu đồng.